toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng tôi ý thức được là một người nhà sản xuất hàng đầu của Việt Nam. Thì chúng tôi đi đến cái an toàn vệ sinh thực phẩm trên 10 năm, chúng tôi đã nhập thiết bị công nghệ để về làm cái quả trứng sạch, và đồng thời 5 năm nay chúng tôi chuyển qua cái chăn nuôi con gà làm về thịt gà an toàn vệ sinh thực phẩm để đưa vô cái chuỗi thức ăn nhanh và tất cả hệ thống thương mại. Chúng tôi đầu tư trên hàng ngàn tỷ đồng để nghĩ tới sức khỏe người tiêu dùng. Tôi thấy là cái việc lựa chọn tháng 4 làm tháng hành động về an toàn thực phẩm thì nó cũng luôn có một ý nghĩa là gì? Đây là tháng chuyển mùa, và đặc biệt ở phía Nam tháng 4 rất nóng, cho nên nó tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ về an toàn thực phẩm. Năm nay thì chủ đề là nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng và bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Những năm trước thì cũng có những chủ đề khác. Đấy, nhưng mà ở đây thì nó chỉ là nhấn cái ý là chúng ta sẽ tập trung như thế nào mà thôi. Còn thì trên mặt bằng chung vẫn phải làm tất cả những công tác thường quy, tất cả những cái kế hoạch, phải triển khai các kế hoạch, các cái chương trình đã đặt ra đối với công tác an toàn thực phẩm. Thế thì năm nay chúng ta sẽ làm mới là gì? Là phát huy cái vai trò của các đội quản lý an toàn thực phẩm tại các quận huyện. Như vậy đây là lực lượng của thành phố xuống quận huyện và trực tại chỗ để mà kịp thời giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn cùng với lực lượng liên ngành của quận huyện. Thứ hai nữa là chúng ta có cái quyết định 47 của Trung ương thì lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh là một trong 9 địa phương được thí điểm cái mô hình thanh tra an toàn thực phẩm chuyên ngành đối với cái lực lượng liên ngành của quận huyện. Thì chúng tôi cũng đang khẩn trương là tập huấn và đào tạo cho cái lực lượng liên ngành quận huyện này để có thể là anh em tăng cường hơn nữa về cái chất lượng thanh tra ở vài trăm ngàn. Như vậy thì tôi nghĩ là nó cũng phần nào có cái tính răn đe. Tuy nhiên chúng tôi cũng xác định cái công tác thanh kiểm tra chỉ là cái phần ngọn mà thôi. Đó là cái việc là khi đã xảy ra vi phạm rồi, chúng ta mới lo phát hiện và xử lý thì đôi khi sẽ là quá muộn. Mà cái quan trọng là phải làm sao tập trung để mà xây dựng cái thực phẩm sạch và tạo điều kiện để cho người dân được tiếp cận với cái thực phẩm sạch này. Có như vậy mới giảm thiểu được những cái nguy cơ về ngộ độc thực phẩm cũng như là bảo đảm được an toàn thực phẩm cho người dân.